Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ theo yêu cầu của các bạn, một số các bạn có yêu cầu mình làm video để hướng dẫn các bạn thay con dao mới vào con dao cũ. Thì trước đây mình cũng có làm một video rồi, nhưng mà trước đây thì cái mic của mình hơi rè nên các bạn có vẻ là nghe không rõ, hoặc là cái video mình lúc ấy là mình đang quay nó hơi bị giật nên các bạn xem không rõ. Nên hôm nay mình sẽ làm video các bạn. Đây là cái con dao Oval 920 nha các bạn. Thì đây là một con dao đã lắp hoàn thành, còn một con dao hai bên kia là con dao gọi cái chày cuối bên này là đang mới, mình mới đặt xong đúng không? Thì bây giờ mình muốn lắp cái con dao mới này vào cái vỏ dao hiện tại. Thì các bạn chuẩn bị cho mình hai con ốc lục giác, hai con ốc lục giác để vặn trong cái trên cái đầu dao của các bạn. Đấy. Thì trước khi thì các bạn phải dùng tua vít diệt cạy cái con dao này ra. Đây các bạn này. Đây mình một tay quay một tay vặn ra thì nó hơi khó, để mình dở ra cho các bạn xem. Đấy. Thì các bạn tháo cái con chạy tách cái áo và cái chạy ra. Đây là cái áo các bạn. Đấy, cái áo có cái rãnh để giữ con dao. Những con dao mà khác con dao tròn là thường có cái chốt để định vị giữ cái vị trí, không cho cái con chày nó bị xoay. Nếu mà chày xoay thì những cái con dao mà khác con dao RO thì như thế sẽ bị con dao sẽ bị đánh lệch và sẽ dẫn đến hư dao và hư áo. Đây các bạn, khi bạn tách nó ra thì các bạn lau rồi các bạn dùng hai con ốc để vặn lên cái con dao này, trên cái con dao này các bạn lắp vào nó vào, rồi các bạn dùng hai con ốc này này vặn lên và dùng lục giác 5 để vặn xuống. Con ốc này là cái lục giác có đầu lục giác mở là lục giác 5. Đấy các bạn vặn nó vào. Đây mình gá bằng tay, còn tí nữa mình ra ngoài tô mình kẹp vào là mình vặn cái bằng lục giác còn xuống là khoảng 3 đến 4 ly để cho cái con ốc có cái thế để mình xoay cái ren con dao ra. Bây giờ các bạn cùng mình ra ngoài xưởng để chúng ta tháo cái con dao này ra và lắp con dao mới vào. Đấy các bạn có thấy đấy, mình vặn xuống gần được 2 ly rồi, hơn 2 ly rồi. Mình vặn xuống tí nữa để mình có cái thế mình vặn xoay nó ra. Các bạn chú ý là vặn khi mà các bạn vặn thì cần dứt khoát không làm bị hư ren, để dẫn đến khi mà các bạn mở ra thì rất là khó. Đây các bạn sẽ cùng mình ra ngoài eto kẹp lên để các bạn cái đồ gá này này. Đây các bạn sẽ ở trên cái đồ gá của mình sẽ có một cái rãnh để mình cố định cái con dao. Đây là cái cử vặn vào vặn ra để mở con dao này, cố định con dao. Nếu mà những con dao nhỏ hơn thì các bạn định vị ở lỗ này, còn những con dao có rãnh thoát to hơn thì các bạn ở bên lỗ bên cạnh. Thì cái đồ gá này nó đi theo máy nên các bạn cũng ở các hầu hết các máy thì nó sẽ có đồ gá đi theo để các bạn tháo lắp dao. Đấy các bạn, giờ các bạn dùng lục giác vặn xuống như thế này. Đấy, các bạn dần xuống, các bạn nhớ vặn phân chia đều nha các bạn. Các bạn vặn bên này mấy vòng thì vặn bên kia cũng mấy vòng để sao cho cái lực đè xuống nó là cân bằng. Đấy, sau khi mà các bạn nhìn bằng mắt mà các bạn thấy nó vừa đủ để các bạn dùng cái đòn bẩy để xoay cái đèn ren này ra thì các bạn dừng lại.
Đây các bạn dùng cái thanh sắt hoặc là cái thanh hoặc cái đòn bẩy nào đó mà các bạn có thể siết được lực để vặn nó ra. Các bạn khi nhớ là siết thẳng tay và đều lực tránh làm cong cái con ốc khi mà các bạn vặn vào hay vặn ra rất là khó đúng không? Đây các bạn đang mở ra này, mình các bạn nó cũng khá đơn giản đúng không các bạn? Đấy, vậy là nó ra thôi. Các bạn đừng có sợ cái con da con cái lò xo này bật ra nữa, cái lò xo này nó không căng như vậy, nó cũng cứng và không bung mạnh như cái, những cái con lò xo khác. Đây đây các bạn tháo lại rời được bộ phận của con dao ra. Đây là cái chảy lúc mình đặt ra đúng không? Đấy, lúc mình đặt mỗi con dao cái chảy không thì nó là cái này. Đấy, thì các bạn tháo nó ra và các bạn lấy một con dao cái chảy mà các bạn mới đặt xong bỏ vào đây. Thì trước khi đặt vào cái áo của các bạn nên nhớ là xịt dầu nhớt vào, xịt cái nhớt vào để cho nó dễ sáo lắp và dễ các bạn dễ vặn ren. Đấy, không? Đây nhưng mà đây mình làm lắp hơi khó khăn đúng không? Thì các bạn cho tí nhớt vào là vừa là giúp các bạn bảo vệ ren cũng như là giúp các bạn dễ tháo lắp. Đây các bạn, đây giờ mình làm một tay thì nó hơi cứng, để mình lắp vào cho các bạn xem này nhá. Đây lúc này mình đang đóng nó hơi bị lệch nên nó hơi khó vào. Bây giờ mình đặt tay xuống để mình tháo nó vào, mình để nó vào. Đây bây giờ mình xịt cái nhớt vào rồi. Sau khi đấy, sau khi dừng lại thì mình dùng nhớt mình xịt vào rồi. Và giờ mình tiến hành lắp vào thôi. Các bạn tháo ra thao thì các bạn lắp ngược lại như vậy. Đấy, còn sai đây. Các bạn chú ý là khi mà các bạn lắp dao vào thì nếu mà con dao hiện tại đang dài hơn so với áo thì các bạn nhớ là chêm lên nha các bạn. Chêm lông đền hay là chêm cái lông đền hoặc là những cái lông đền này thì các bạn có thể tự tạo. Các bạn đánh cái vòng đệm như cái lông đền á. Hoặc là các bạn lắp thêm cái đệm cao su ở phía dưới con cái trong cái lòng áo khi mà cái vỏ áo tiếp xúc với cái chảy của các bạn ấy, các bạn chêm thêm cái nếu mà bình thường thì nó sẽ là một cái vòng đệm ở phía trong cái dải dập vỏ áo, mà nếu mà các bạn muốn đôn lên thì các bạn nhớ là bỏ thêm một cái vòng cao su ở vòng phía phát trong trong cái lòng áo. Các bạn mở trong cái lòng áo của các bạn là thấy có vòng đệm cao su thì các bạn chêm nó lên để sao cho cái dao nó thấp hơn cái áo của bạn từ 1 đến 3 ly. 3 ly thì cũng là tương đối. Đấy. Đây mình đã lắp xong con dao này. Thì lúc này mình do cái chày của mình nó dài hơn cái áo nên mình đôn thêm một vòng cao su nên nó cách cái mép, cách cái đáy của cái áo là nó khoảng từ 2 ly rồi. Cho nên khi mà các bạn đánh xuống thì cái đệm cao su nó vòng lên nên không sao nha các bạn. Các bạn đừng có để cái dao nó dài bằng cái áo, thì khi thì các bạn đánh lên thì độ nhấc dao lên nó hay bị dính dao nha các bạn. Sau khi các bạn lắp xong thì các bạn nhớ xịt nhớt rồi lau sạch con dao ở phía ngoài và các bạn lắp đúng vị trí con dao. Đấy. Sau đây mình đã chia sẻ cho các bạn cách tháo lắp dao, thay dao mới vào mâm dao trên máy đột Amada Vega. Thì nếu thấy hay và bổ ích các bạn nhớ like và subscribe chia sẻ video giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ lại để lại comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp
một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.